Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ quay kỹ thuật bấm tỉa gốc cành măng. Những cái cành măng già như thế này này, sau khi mà mình thu hoạch thì mình sẽ bấm đi. Mình bấm đi và đây mình sẽ bấm đi, bấm sạch đi. Để cho măng măng nó lên. Bấm tỉa những cành già, những cành nhỏ đây mình bấm đi luôn. Đây, đó, mình bấm đi luôn. Mình chỉ để lại những cái cành to thôi, một gốc thì mình để từ 5 đến 7 cây. Đấy, mình để lại những cái cây to như thế này để nuôi măng. Đây, măng đang lên đây. Đấy. Cành nhỏ mình bấm đi. Đấy. Rồi thì mình sẽ để lại là 2 4 6 7 7 7 cây như thế này. Rồi sau đó mình sẽ vun gốc và mình tổ phân chuồng lên. Đấy thì măng măng sẽ lên đây. Đấy. Măng sẽ lên lên to như vậy. Và mình sẽ quay cho mọi người xem kỹ thuật bấm ngọn luôn. Bấm ngọn măng để cho đạt năng suất, là cái măng này nó sẽ được to hơn, đạt năng suất hơn. Những cái ngọn mà nó cao tầm 1m2 thì mình sẽ bấm, mình chỉ để cao, chiều cao của ngọn tầm 1m đến 1m2 thôi. Và bây giờ mình sẽ, đây là ngọn măng này. Đấy. À, rất là cao rồi. Cao hơn 1,5 m rồi. Đấy, mình sẽ bấm đi. Sẽ bấm đi ở đây. Bấm đi ở đây. Đấy. Rồi, đây là cái cành mình bấm đi. Đó, cái lý do mình bấm đi như thế này á là để cây nó sẽ nuôi bụi và măng sẽ đạt năng suất nhiều hơn và to hơn khi mà mình vun gốc. Mình bấm ngọn xong là mình sẽ vun gốc thì măng nó sẽ đạt rất là năng suất. Sẽ bấm bớt đi. Đấy, những cái này mình sẽ bấm đi. Đây, mình sẽ bấm đi hết. Đó. Mình sẽ bấm đi như vậy. Rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mình sẽ bổ sung thêm các cái kỹ thuật chăm sóc măng tây ở các video tiếp theo. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều video nhiều hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Xin chào tạm biệt.